Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh, quý chị và toàn thể các bạn đã trở lại kênh của em Quang Minh Auto. Như thường lệ vào hôm nay vào buổi chiều, bên của mình mới cập nhật một cái mẫu xe bán tải Ranger, Forerunner rất là đẹp, và Quang Minh tranh thủ lên sóng ngay để anh em xem và tham khảo nhé. Thì Quang Minh cũng giới thiệu luôn đến anh em là một chiếc Forerunner XLT mang cái màu này, màu ghi đấy anh em ạ. À, nhìn rất là sang sáng. Một chiếc kiểm soát của tỉnh Nghệ An cũng có mình mới mua về được, rất là chất, và hôm mình sẽ chỉnh lên sóng ngay để anh em xem và tham khảo. Một chiếc xe mang cái nước sơn này nhìn rất là lịch sự, rất là sạch sẽ anh ạ. Nhìn cái màu này, nhìn đã, cái gam màu này nhìn tương đối là nhìn rất là chất. Về tổng thể thì anh em thấy là cái form dáng của xe nó rất là căng cứng đấy, gần G rồi là mọi đường chi tiết chiếc xe khá sắc nét. Đối với chiếc xe bản XLT sản xuất 2015, số sàn 2 cầu, động cơ là 2.2, hộp số sàn 6 cấp. Tấn động 4 bánh thì chiếc xe này là cực kỳ là ưu việt cho anh em nào đi đi đường trường, như chở địa hình. Chiếc xe thì anh em có thấy là nó rất là cứng cáp. Tốt là cái xe còn rất là mới anh em nhé. Mình sẽ quay qua tổng thành trước, xong là sẽ khám phá từng cái phần nhỏ đến các xe để anh em có sẽ có một cái cảm nhận chi tiết và cụ thể nhất về một chiếc xe bản XLT. Thế anh em đang nào săn lùng cho tìm cho mình một chiếc xe phù hợp với cửa tiền trên 400. Cũng báo giá luôn cho anh em là chiếc xe đang được bên Quang Minh đang chào bán với giá là 470 triệu đồng. Vâng, với giá này thì sẽ vào rút hồ sơ cho anh em nhé. Đó. Và anh em đến thì sẽ được anh em bảo lưu cũng như là hỗ trợ cho anh em. Nếu em thiện chí thì có thể hỗ trợ em một số và anh đàm phán một chút về giá để ra lọc cho anh em, hỗ trợ phí một chút đi lại sang xe cho anh em. Đấy, anh em thấy về tổng thành lốp đăng xe nó rất là đẹp. Với bà con nào yêu dòng bán tải này thì cũng biết được cái đa năng và hợp lý của các dòng này. Đăng kiểm dài miên man nhé, tận đến tháng 8/2/2021 cơ, cho nên em đi lại rất là yên tâm. Đấy, xe tôn hỏa rất là mỏng em nhé, rất là chết. Rất là ok. Chúng ta khám phá phần sút kéo chỉ nhé. Cam kết anh em là chiếc xe này cũng là zin quáng luôn đấy. Đó, rất là chất luôn. Kéo chỉ còn nguyên này. Cho anh em xem các phần từ tắp lô, tắp pi rất là tươi. Đây, cái phần ốc các thứ ở trong các phần này cũng rất là khá đẹp này. Mình sẽ quay kỹ để em cùng xem nhé. Cái xe này thì khá còn chất. Đấy, anh em xem. Mình sẽ luôn tìm xe chất lượng để giới thiệu cho anh em. Chúng ta xong quay cái phần gầm này. Đây, anh em xem cái phần gầm của xe. Xe gầm xe còn rất ok. Chiếc xe bản XLT số sàn 2 cầu rất là cứng cáp và chắc chắn. Em xem các phần thùng chiếc xe này. Đấy, thùng này anh em chở hàng rất là ok, 5-7 tạ hàng, đi đường trường, đường đồi núi địa hình
đấy, cũng rất là ok, rất nhiều chức năng hợp lý cho anh em. Để anh em xem một cái là chất nhá, cũng xả không một chút khói, rất là êm, rất là chất. Thì các bạn sẽ quay cái phần máy anh em xem, cụm đèn phía sau là các cụm đèn pha phía sau nhá, nhớ rất là đẹp, rất là chất anh em ạ. Thực sự là nói là với một chiếc xe chỉ hơn 400 triệu mà anh em lấy một bản XLT này đi lại cũng rất là ok. Đấy. Ở đây công mình sẽ quay phần nội thất, phần khoang động cơ để anh em cùng xem nhé. Từ cái chi tiết đầu dòng tay rách, là êm, từ 2.2 turbo. Ok. Đây là cái phần khoang rồi. Khoang lái đúng không? Nội thất của chiếc xe anh em xem cũng có thể thấy là chiếc xe này nội thất rất là sạch sẽ, trở lại nguyên bản. Nhìn ra đây nhiều. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện. Đây, nó thành rất là đẹp. To. Camo lùi đầy đủ, rất là sắc nét này, siêu nét này. Đấy. Trang bị khóa điện. Điện rất mát này. Chế độ chuyển cầu điện. Sẵn sàng 6 cấp. Ô tô đang là 9.1 anh em nhé. Trong việc 5 năm sử dụng đang chạy là 9.1, khá là ít. Vô lăng của dòng này năm 2015 này cũng vẫn là vô lăng 4 chấu tích hợp đàm thoại đèn tay, lách bài to nhỏ, vô lượng, âm lượng, chế độ tăng trưởng cả đôi, còi và túi khí, xi nhan đầy đủ. Khá là ok, rất là sạch nha. Rất là ok. Sau mình sẽ lái thử chiếc xe này và cảm nhận. Bây giờ tiên vào số đây, số rất mượt mà các bạn. Bắt đầu lái. Chiếc xe này máy rất khỏe các bạn nhá, cổ rất bám, khỏe lắm. Vào số nhẹ nhàng mà chiếc xe lướt đi bằng côn, nhả côn mà xe là rất là lướt rồi. Công nhận chiếc xe này khỏe thôi các bạn. Lái cũng rất nhẹ nhàng. Đấy. Rất ok, rằng mẫu xe với cửa tiền để trên 400 triệu mà.